OK. Thì um, trước hết là Chung uh, xin cảm ơn tất cả các bạn. Uh, mặc dù là mình không có post những cái hẹn trước hay là những cái bài post mình hà để mình hẹn trước uh, cả nhà nhưng mà mình uh, uh, muốn uh, tạo một cái, uh, uh, cái 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 like nó cũng hơi bất ngờ cho uh, cho 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 các bạn thì hôm nay mình dự định là sẽ không chỉ tập trung vào cái phần read allow không mà mình sẽ dạ chào chị Xuân, chào tất cả các bạn khác ha. Rồi bạn Ngọc Diệp có câu hỏi chút xíu mình trả lời cho bạn Ngọc Diệp ha. Thì hôm nay mình chỉ dự định là không phải là mình chỉ xoay, mình chỉ hướng dẫn cho read allow không mà là mình sẽ nói À, à, chia sẻ và mình sẽ demo cho các bạn xem luôn là cái cách làm của cái phần destroy image và cũng như là cái phần retail lecture và nói hết những cái gì mà mình cảm nhận được là những cái bạn học viên hay mắc phải và trong quá trình luyện tập thì 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 à, sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phần đó để cho mình à, để qua mà các bạn thấy là các bạn vừa xem, các bạn vừa thấy trùng à, thực hành demo như thế nào thì các bạn có áp dụng và sử dụng cái đó mặc dù là mình đã có làm những cái video về cái phần uh, destroy image cũng như là retail lecture nó cũng khá là lâu rồi ha nhưng mà thì hiện tại là bây giờ mình muốn làm lại nhắc nhở lại và cũng như những cái gì mà mình quan sát uh, trong cái quá trình mình hướng dẫn các, các bạn học viên khác á thì mình thấy những cái lỗi hay là cái gì đó thì mình cũng chia sẻ luôn trong cái live này để cho các bạn cùng biết ha. OK, rồi right. thì à, dành một hai phút để trả lời các cái câu hỏi của các bạn. Ví dụ như là bạn Bùi Ngọc Diệp hỏi là cho em hỏi phần reading, reading là reading là din là ding g chứ không phải là reading nha Ngọc Diệp ơi. Thì mà học hết bài ở trên app á, thì có khả năng trúng tủ uh, hết uh, không ạ? À. thì... Uh... Ở trúng tụ hết thì không có ai đảm bảo cho bạn cái chuyện đó đâu à, mà bạn học trên app này thì chắc là không biết là bạn nói app nào nhưng mà nếu như mà app APYuni à, hay là cái web của á, thì cái khả năng trúng thì cũng có nhưng mà nó không nhiều đâu à, thì mình học và trong quá trình mình luyện tập ấy, thì mình, à, à, mình trau dồi cái kỹ năng về ngữ pháp cũng như là cái khả năng mình mình có những cái cảm nhận về những cái từ mà người ta gọi là cái collocation những cái từ nó đi chung với nhau á À, chứ không không ai mà mà tạo đề tủ ra rồi nói là hay là siêu tâm đề tủ xong mà nói cái này là mình học trúng một trăm phần trăm đâu à, mình hên thì mình mình trúng nhiều đề tủ còn mà mình xui thì nó không trúng thì thôi đáng chịu thôi chứ không có Chứ uh, 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 chơi chơi chứ không chơi chứ còn không 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 có ai uh, đảm bảo cái chuyện đó rồi bạn huỳnh văn tâm hỏi là anh trung cho em xin hỏi phần read aloud thì khi đi thi mình có giới hạn không quá 30 giây không anh cái phần read aloud á, thì bản thân nó có một cái phần giới hạn cứng của nó là 40 giây nó cho mình đọc 40 giây thì À, thì, thì uh, 30 giây bạn đọc á, thì uh, thật ra là nó không có giới hạn và mình cũng không có một cái giới hạn gì hết thì mình cố gắng là mình đọc xong cái phần uh, read aloud cái câu đó thì tùy nó ngắn nó dài thì uh, mình đọc, cố gắng mình đọc xong thì mình đọc càng, xong mà càng nhanh thì nó càng tốt, nói là càng nhanh càng tốt thì không phải là bạn chạy nhưng mà uh, cái khả năng phản xạ từ của mình rồi mình đọc cho nó đúng, chỉnh chu về, ngữ, à, về, về phát âm rồi mình đọc ra thì uh, uh, mình đọc nó xong thì mình bấm nét liền chứ mình không có chờ đợi cho tới 30 dài hay là sau gì hết chỉ có cái phần uh, describe và cái phần retail lecture thì mình nên nói nó dài hơn sau 30 giây bởi vì nó liên quan tới cái kỹ năng nó gọi là cái cái skill mà ở trong cái skill profile khi mà bạn đi thi nó gọi là extended speaking á ha rồi ok um... À, chị Trinh kêu là yêu cầu là học read aloud đi thầy thì read aloud thì thật ra là chúng đã hướng dẫn cái cách học rồi à, để lần tới có gì trung um, sẽ sắp xếp thời gian trung sẽ nói qua thôi. Ok, vậy thì um, bây giờ mình vào học nha. Mình share cái màn hình đây. Okay. Um, mình chờ một chút xíu nha. Rồi. Không biết là mọi người đã thấy cái màn hình của trung rồi đúng không? Ok thì uh, trong cái phần này á thì uh, chúng sẽ bấm vào một cái hình mới chúng đã để sẵn trên màn hình rồi thì thật ra là chúng mượn cái app của apuni để nó có sẵn những cái hình này thôi ha, thì uh, chúng muốn các bạn á, là vừa xem và xong rồi uh, khi mà chúng bấm vào next vào một cái hình mới á, thì um, các bạn <laughs> bạn tuấn vương hỏi nè <laughs> Nếu target ghép ba thì chỉ làm những phần thầy chỉ bỏ mấy phần còn lại hả thầy Um, có cũng được ha sẵn đấy nhưng mà over 30 thì bạn làm cái điều đó cũng được và hiện tại là chưa có ai feedback về là APU này uh, sorry PT nó nó vá cái lỗi này cả nhưng mà hiện tại thì nếu như mà bạn đọc cái phần read aloud dở quá thì chung thật sự rất là ngại để nói cái này mà chung có làm một cái video mà chung sử dụng cái mốc test của PTA luôn và chung không có đọc của cái phần Read Aloud và chung làm cái phần Repeat Sentence có chút xíu 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 thôi, mỗi câu xíu xíu và mình làm thật là tốt cho cái phần Describe Myths và Retail Lecture thì mình vẫn ổn cho cái điểm là Overall 30 nha, nói vậy thôi chứ còn đừng có, rồi tới chừng mà nó vá cái lỗi này thì không được thì không được nha chứ chung cũng không có phải là tuyên bố, đó là cái công thức để bạn, bạn, bạn pass đâu OK, rồi right. thì trong cái phần mà uh, describe mix này á, thì uh, Chung muốn với các bạn cùng học với Trung thì Chung bấm next vào một cái hình mới á, thì cái thời gian mà người thấy đây là đếm 25 giây á, thì uh, mọi người cũng cùng uh, à, suy nghĩ, mọi người sử dụng những cái template của mọi người ha và mọi người đọc và xong sau đó là Chung sẽ demo cho các bạn xem, rồi xong sau đó là là Chung sẽ nói những cái lỗi mà Chung nghĩ rằng các bạn sẽ mắc phải và Chung những nhìn những cái bạn học viên của mình mắc phải thì Chung sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ok không? Chúng cũng bấm vào cái hình mới nha Mọi người tập trung nhìn vào trên cái màn hình của Trung nha Đó, nãy giờ là bấm qua rồi đó Chỉ còn cái máy dây đây thôi nè Các bạn thấy không? Rồi nó tới giờ nó kêu rồi đó ha. Ok, rồi. À, thì tại vì là cái buổi live nên là chung hướng dẫn với cho các bạn nên là chung để cho các bạn là à, một thời gian chút xíu nữa. Thì bây giờ á Uh, gặp cái hình này á nó rất là hay để mình demo xong mình nói tới những cái lỗi và cũng như là những cái khác uh, mà các bạn mà mà những cái điểm mà trung quan sát được các, các bạn học viên hay gặp phải thì bây giờ đối với là, là cái template của trung á thì trung hướng dẫn ở trong cái group facebook rồi và cũng như là trung làm cái video ở trên youtube trước đây trung có nói về cái 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 phần miss này thì trung cũng sẽ demo cho các bạn là trung đọc cái phần miss cái cái template của trung Ha. thì ở trong cái này á mình nhìn thấy cái hình này thôi thì mình chỉ thấy đơn giản là đối với cái tham lấy của trung trung chỉ cần ba cái keyword thôi cái keyword thứ nhất á, là cái flower ha flower thì mình thấy là cái hoa rất là nhiều ở đây và cái thứ hai là mình thấy là cái the tree và cái thứ ba là mình thấy tức là sao green mình có thể mình đọc green hoặc là bạn biết nữa thì bạn đọc là leaf đó là những cái lá ha mình chọn cái từ green đi cho nó đơn giản cho nó nhẹ nhàng đó rồi right. thì bây giờ mình demo nè ha There is a very beautiful picture in front of me, but looking closer to the given picture. I can see that this is the table. The table shows information about the flowers. As can be seen from the table, trees had the maximum number, which is nearly 80%. On the other hand, green color has the minimum number, which is nearly 20%. This number increased significantly in the first period, and then they are going down dramatically in the second period. After analyzing the picture, we can conclude that the numbers are going to increase in the future. Right ha. Thì à uh, uh, với cái template đó mình đã đo lường và mình biết được là cái độ khi mà mình đọc nó trôi chảy tự nhiên của một cái người người ta nói chuyện bình thường như thế này á uh, thì bạn sẽ ngừng chắc chắn là sẽ nhanh hơn à uh, dài hơn 30 giây. Và khi các bạn nãy giờ mà các bạn nghe chung đọc không? à uh, 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 các bạn nghe chung đọc không? mình đọc từ tốn thôi mình đọc thoải mái mình nhả chữ mình cũng không phải là mình chạy mình rượt hay là cái gì hết ha à, rồi đối với cái hình này á thì các bạn nào á các bạn nào đọc như thế nào có các bạn nào đọc hay là các bạn nào chọn cái keyword nào không có bạn nào chọn cái keyword nào có thể là đánh lên ở trên cái màn hình cho chung 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 nghe äh, chung 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 đọc thử được không <laughs> các bạn nào đánh lên cho mình một vài cái keyword để cho mình nghe được không để 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 mình thấy được không nếu như nhìn nhìn cái hình này thì mình đánh lên cái keyword gì nè không 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 có bạn nào mà 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 muốn, muốn 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 cho mọi người biết là cái keyword của mình là cái gì hả nói thử đi Um, flower nè sky nè tree ok uh, right ok uh, một trong những cái keyword đó cũng ổn ha ba cái keyword đó thật ra là uh, um, sakura tree cũng đúng ha sakura flower ok sakura tree ha ok ha right ok uh, à, chúng đọc một vài cái cái keyword của các bạn nè à, các bạn thấy á là chúng nói một vài một cái 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 lỗi mà các bạn dễ bị mắc uh, khi các bạn nhìn những cái hình như thế này nè thứ nhất á là uh, nếu như các bạn dùng cái template của chính API này này luôn là I can see the information about I can see the information about and then I can see the information about OK thì đối với cái hình này á nếu như mà mình sử dụng I can see the information á, thì nhiều lắm là ba hoặc là bốn cái keyword là trong đầu mình có khả năng để mình nặng ra được cái chữ đó thôi ngay cả kể cả những người mọi người như Trung á, thì chúng cũng nặng ra được nhiều lắm là ba bốn cái keyword thôi flower uh, sakura tree rồi the leaf the green the sky hết rồi ha thì nếu như mà các bạn coi mà nếu như mà I can see the information chấm và cái keyword nó ngắn như thế thì cái cái khoảng thời gian bây giờ mình cho là mình đọc là năm cái keyword đi năm cái keyword mình đọc là the flower sakura tree the leaf green color the sky ha năm cái năm cái này thì mình kết thúc ở cái khoảng thời gian là bao nhiêu để mình demo cho các bạn luôn ở đây nha ok mình cũng đọc luôn á là cái gì uh, the picture is uh, mình không có thuộc cái này mình không rõ nữa <laughs> nhưng mà thôi uh, mình mình demo ngay cái câu đầu luôn là là sakura tree xem là I can see the information ha rồi There is a very beautiful picture in front of me. But looking closer to the given picture, I can see the that this is the table. The table shows information about the sakura tree. As can be seen from the table, I'm oh, sorry. À bị quen với cái template rồi ha. Um, à, chúng đọc lại nữa ha. The table show information about sakura tree. And then I can see the information đúng không? Ok lại nữa nha. There's a very beautiful picture in front of me. By looking closer to the given picture, I can see that this is the table. The table shows information about the sakura tree. And then I can see the information about the flower. And then I can see the information about the leaf. And then I can see the information about the sky. And then I can see the information about the green. At the end, the picture is very informative. Okay. Nếu như mà bạn đọc như thế này, uh, Um, thì bạn thấy không là cái thời gian nó kết thúc ở khoảng 24 giây thôi mà cái điều này á mà chung nói cho các bạn thứ nhất á nó có những cái điểm mà chung chung nghĩ rằng ha chung nghĩ cái cái ý kiến của chung cho thấy thế này nè bạn đọc một cái bài này nó cho là 40 giây thì nó chấm cái điểm cái skill extended speaking rất là nhiều mà bạn đọc kết thúc dưới 30 giây á, là cái điểm extended speaking của bạn nó rất là thấp À, thì khi mà kể cả là cái template này hay là cái hình này mà bạn đọc như thế mà bạn bỏ vào năm cái keyword nó vẫn rất là ngắn thì nếu như bạn muốn dài hơn 30 giây bạn buộc phải có là từ 8 tới cái keyword mà đối với một cái hình như thế này mà nghĩ ra 8 cái keyword 25 giây chung chung xin chắc với các bạn rằng á à, bạn nào mà đầu óc văn chương dữ dằn lắm nghĩ ra nhiều cái keyword thì còn nghĩ gọi là còn khó khăn chứ đừng có nói chi mà những bạn mà ở cái tài ghép thấp mà nghĩ ra được những cái keyword để mà mình có thể mình đọc cho nó tốt vì thế nên rằng một cái lời khuyên ở đây là mình sử dụng cái template nào cũng được nhưng mà cái khóa chính ở đây để cho các bạn nhớ rằng á là cái template á là những cái từ mà 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 nó là quen thuộc của bạn những cái từ nó quen thuộc của bạn tức là những cái cái từ mà bạn đọc bạn cảm thấy nó thoải mái nó quen thuộc với bạn để bạn đọc bạn không có bị liếu lử hay là này kia gì hết để mình giữ cái độ trôi chảy thứ hai cái 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 template nó mình điền cái từ nó ít thôi ví dụ không phải là nói là không điền cả ký quốc nhưng mà mình điền những cái từ ít thôi ví dụ như là ba chữ thôi thì cái đầu óc của mình đó, nó còn kịp để mình còn nghĩ ra để mình đọc nó còn trôi chảy đó và và mình đọc như thế thì nó nhẹ nhàng hơn đó mình nối vào để mình đọc thì như Trung đọc cái bài phiên bản vừa rồi các bạn thấy là ba bốn mươi các bạn thấy lúc nào Trung đọc thì cái độ trôi chảy nó cũng uh, nó cũng được cao rất là cao trên 80 điểm ở đối với trên cái này đó thì um, một vài cái, cái 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 lời dạng cho các bạn ở trong cái hình này mình qua tiếp thử một cái hình khác nữa nha để mình xem được có cái hình nào mà nó có nhiều cái keyword á, thì mình cho các bạn xem xong rồi lúc chút, chút, xíu nữa là mình sẽ hướng dẫn mình sửa tiếp những cái lỗi mà mình mình thấy các bạn khác hay bị mắc phải nha ok cái hình này vui nè ha rồi các bạn cũng lựa 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 keyword đi nha rồi right. các bạn lựa xong chưa? nếu cái hình này thì các bạn nào mà sử dụng cái seamless mà đọc nhiều keyword thì có thể nó sẽ tốt ha rồi ok how to increase the brand power? bad food for brand health ha right a diet exercise sleep hoặc là mình đọc ví dụ như là avocado cái trái bơ ở trong này hay là mình đọc là um, potato chip hay là mình đọc là um, uh, apple hay là mình đọc carrot ở trong này hay là kêu đại khái gì đó ha rồi một lần nữa chúng nói với các bạn nè là uh, cái khả năng của mình nếu như các bạn mà handle được uh, cái cách đọc uh, là những cái từ khóa <laughs> à, uh, nếu, nếu như mà bạn 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 handle được những cái từ khóa mà dài hay này kia gì đó thì bạn ráp cho bạn đọc Nà, rất là nhiều bạn khi mà chúng hướng dẫn á các bạn đọc như thế này Um, and then I can see the information about um, um, how to increase the brand power. And then I can see the information about um, the uh, bad food for brand health. And then I can see the information about um, diet and exercise. And then I can see the information about um, uh, sleep and uh, the battery. Các bạn tránh như thế là khi bán xem sao? cái phần mình thuộc á thì các bạn đọc rất là nhanh và tới cái phần mà các bạn điền những cái thông tin vào á, thì các bạn giống như là mình bị đi qua cái con đường gồ ghề và cái xe tự nhiên đang chạy trơn vậy anh đến đây can see the information cái how to increase the brand power đó à, thì tránh cái trường hợp đó để mình bị vướng víu mình mất cái điểm fluency điểm thứ hai mà rất là nhiều bạn vướng ở đây á là mình đừng có cứng nhắc để mình nói là ok bây giờ là cái title của cái hình này á, là how to increase the brand power hay là best food for brand health có nhiều bạn cái khả năng từ vựng của mình yếu và cái khả năng xử lý cái 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 đoạn từ dài của mình đó mà trong à, à... <laughs> từ từ hỏi nha đang giải thích rồi từ từ hỏi ok uh, rồi right. um, để để mình uh, khi mà cái khả năng từ vựng mình hay là mình xử lý những cái câu nó dài mà mình, trong cái áp lực phòng thi ấy, cái uh, cái áp lực của mình nó nó nó, nó lớn á thì các bạn nên như thế này nè các bạn đừng cứ cứng nhắc là các bạn phải đọc là how to increase the brand power mà các bạn giảm bớt cái 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 word lót cho cái đầu của mình ấy, mình đọc là the brand power ha đó nếu như bạn chọn những cái word á thì bạn chọn là uh, uh, the table shows information about the brand power Yeah, right and um as can be seen from the table, uh, diet hay là exercise had the maximum number. On the other hand, sleep had the minimum number. đó đó là cái cách của mình để mình áp dụng để làm sao để mình làm cho cái hình nó đơn giản và mình làm cho cái tiến trình mình đọc cái việc này á, nó đơn giản hơn. đó là một và cái thứ hai khi mà các bạn học viên của Trung á, mà mà luyện tập á, các bạn có một cái chuyện như thế này nè khi cái hình mà nó nhiều cái keyword quá các bạn sẽ bị rối rắm và các bạn không biết đọc cái từ nào thì khi các bạn mở miệng lên các đọc các bạn đọc á cái khi mà mở miệng lên đọc cái 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 template rồi á thì cái phần keyword nó còn vẫn nhảy lung tung ở trong đầu mình và mình không có biết rằng mình nên chọn cái nào mặc dù là trong 25 giây các bạn lẩm nhẩm các bạn đọc qua là ở uh, the brain power, bad food for brand health, diet, exercise, sleep hay là battery hay là uh, vegetable bạn đọc qua hết luôn nhưng mà tới khi mà bạn đọc á bạn đọc cái tem đó lên á ở trong đầu bạn á, nó không có yên ở cái vị trí là bạn đã chọn là the brand power diet exercise hay sleep mà nó cứ nhảy lung tung bạn tới chừng bạn điền cái keyword vô là lúc nào bạn cũng sẽ nghĩ là ủ mình đọc bad food hay là mình đọc the brand power hay là mình đọc the brain health tránh cái điều này nha các bạn các bạn nên nhớ rằng cái đầu óc và cái suy nghĩ của mình nó không nằm yên một chỗ đâu ha nó không nằm yên một chỗ đâu nó hay thích nhảy lung tung lắm các bạn cần phải luyện tập nhiều và các bạn xác định rằng trong 25 giây nè mình đã xác định cái từ nào nó quen thuộc đối với mình rồi thì mình đọc nó. Mình đừng có nhảy lung tung, đừng có để cho cái suy nghĩ mình nhảy lung tung. Rất nhiều bạn dính cái vấn đề này luôn ha. Nên dẫn đến là khi các bạn điền những cái keyword vào á, nghe nó rất là sượng sùng và nghe nó mình nghe là mình ngay thấy thấy cái sự khác biệt liền. Rồi. Một cái lỗi nữa mà mình quan sát ở rất là nhiều bạn hay gặp ha, là các bạn làm cho mình khó khăn lên là bằng cách cái gì bạn các bạn biết không các bạn đọc là um, title là ví dụ như là cái keyword đầu tiên là how to increase the brand power cái xong cái bạn đọc cái thứ hai là bạn đọc cái sleep cái thứ ba là bạn đọc cái diet các bạn tránh làm cái việc này nha hay là một vài cái biểu đồ á ví dụ như một vài cái biểu đồ khác á, thì các bạn tránh dùm chung các bạn làm cái điều này bởi vì sao các bạn đang làm ngược lại với những cái thói quen bởi vì cái thói quen bình thường mà mình đọc từ trái và phải từ trên xuống dưới ha thì mình cứ theo cái logic đó mà mình đọc là mình đọc là uh, the power um, the, the brand power uh, rồi brain how hay là diet thì mình tự nhiên cái thứ tự như thế thì cái đầu mình nó giảm đi cái phần workload tức là nó giảm đi cái phần nó phải suy nghĩ nó phải suy nghĩ tức là sao tự nhiên bây giờ bạn đọc cái slip cái bạn nghĩ là ô chết cha rồi từ đây đọc rồi bây giờ bạn đi ngược lại đây ha, bạn tánh cái điều đó đi để làm cho cái đầu của mình nó thoải mái và nó đọc một cách nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều bạn bị cái này và chung nói ở đây thì chung biết là sau này các bạn nào coi không là khi các bạn luyện tập các bạn sẽ thấy được cái điều đó và đặc biệt là dưới cái áp lực mà thời gian nó đếm á lúc nào bạn cũng dễ bị cái điều đó mà bạn không có luyện tập một cách nó thuần thục là bạn sẽ bị cái điều đó ngay yeah. ok trả lời một vài câu hỏi nha Now, red brand uh, blue brand okay ok Wendy ok rồi right. mình coi nha um, ủa cái hình này bad food này giống y hệt thi luôn oh, ừ, rồi mới thi ok thầy ơi vậy lấy like cái thêm there is hay là then hay uh, hey and then thầy um, Wendy Lê hỏi là lấy cái thêm there is ha thì uh, mình hướng dẫn cho uh, mình hướng dẫn rồi mình nói thật ra là cá nhân bạn nào học với mình á thì mình đều hướng dẫn là sử dụng cái template là there is a very beautiful picture in front of me. à yeah. uh, cái template đó nếu bạn quên đi đã tham gia vào trong group các bạn bạn cứ lên bạn search cái chữ là destroy image ở trong group bạn sẽ có được cái template đó trong post đầy đủ và ở trên youtube nó cũng có luôn uh, cái template bạn chỉ cần bấm post cái video lại uh, là là bạn có thể dùng được À, rồi, à, dùng template của bạn Tuấn Vương hỏi là dùng template của thầy nhưng ghép từ ngắn như là food brand sandwich có được không thầy? Được, ha được, được dùng cái template ngắn của Trung và ráp vô như vậy vẫn được, ha không có vấn đề gì hết bạn đừng có cứng nhắc. Rồi, một cái vấn đề nữa mà rất là nhiều bạn gặp phải luôn là các bạn như thế này, không biết là à, là sao đó nhưng mà các bạn được nghe chỉ rằng là... À, là... At the end, this picture is very informative as I can see the information about how to increase the brain power and bad food for brain health and diet and exercise and sleep and battery and avocado and vegetables and sandwich and 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 and, and, and. Quá trời một cái luôn ha. Thì các bạn biết là cái khúc đó là cái não của mình nó tự nhiên nó tăng cái lượng workload của nó lên để mà nó đọc rất là nhiều cái cái từ và nó phải xử lý. ha Thì như thế là bạn biết là cái cái sóng âm nó sẽ như thế này nè dài 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 nè ha ha nó dài nè nó sẽ mất rất là nhiều cái điểm fluency trong khi mình ráp ở trên một vài từ một hai từ hôm này kia bạn đọc xuống vậy bạn để cho nó thuận miệng nó đi trôi chứ tự nhiên bạn cứ giống như là không biết hướng dẫn sao đó nhưng mà à, ở cái phần cuối bạn end cái bạn dồn vô hết tất cả những cái quốc là mà biết mỗi lần bạn dồn như thế thì cái não bạn nó phải xử lý thì trên xuống dưới lại như lần đầu nữa nè ha và bạn end hết một mớ nó vô sống âm nó sẽ rất là bị giật nha rồi right chúng cũng demo luôn một cái ha ví dụ như cái này thì mình demo là how to increase the brand power ha rồi là best food for brand how has the maximum number rồi ở đây mình đọc là cái chữ exercise thôi mình quyết định là mình chọn như vậy bây giờ mình demo cho các bạn xem luôn nha There's a very beautiful picture in front of me. But looking closer to the given picture, I can see that this is the table. The table shows information about how to increase the brand power. As can be seen from the table, bad food for brain health had the maximum number, which is nearly 80%. On the other hand, exercise has the minimum number, which is nearly 20%. This number increased significantly in the first period, and then they are going down dramatically in the second period. After analyzing the picture, we can conclude that the numbers are going to increase in the future. Rồi, right. rất là đều ha. Mình cứ khoảng 35 36 giây là mình là mình mình mình, đủ và mình đọc thì khi các bạn thấy trung đọc không tức là mình rất là thoải mái mình nhả chữ chứ không phải là mình đọc mà kiểu giống như là chạy khi các bạn đọc hay là các bạn học cái template hay là bạn học bất kỳ cái template của của display mix hay là này kia gì đó ha các bạn nên nhớ một cái điều rằng nè các bạn á nên nhớ một cái điều rằng á là khi mình đọc á là mình nhớ rằng mình đọc để mình thể hiện cái ngôn từ mình thể hiện cho cái máy nó biết hay là mình đọc nó thoải mái nó nhẹ nhàng ha chứ mình trình bày chứ không phải rằng uh, là mình dồn cái thông tin vào cho một cái bị để mình quăng cái xà ra nên rất nhiều bạn khi đọc cái này là there is a very beautiful image. there is a very beautiful picture in front of me but looking closer to the given picture I can see that this is the table the table show information about ABC như vậy không có ổn ha như vậy là không có ổn tại vì mình đọc như vậy á, là thứ nhất á, mình kết thúc cái bài ngắn mà thậm chí á, là đó là bản thân trung là cái người dạy trung thuộc cái tem và trung thuộc là cái 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 vốn từ vựng cái cái phản xạ từ của mình tốt mình đọc nó nhanh như vậy còn những cái bạn mà 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 các bạn ở cái background mà còn thấp ở này kia và bạn đọc như thế bắt view rất là nhiều luôn bạn thấy trung đọc không thoải mái nhẹ nhàng 36 giây Nhưng nếu như các bạn sử dụng cái template mà các bạn đọc cố tình các bạn sợ hết giờ Các bạn để trong tâm lý của mình là sợ hết giờ và bạn cố tình đọc cho nhanh Chắc chắn nó dài hơn 36 giây 37, 38 hoặc là 40 giây hoặc là hơn Rất là nhiều bạn bị cái lỗi như thế Ok không? Rồi, các bạn nào hỏi câu hỏi gì không? Tiếp ha Để mình lựa một cái hình nào đó Mà của tháng 3 Để coi coi là A group European country đi những cái hình này nó nhỏ quá khó cho các bạn thấy ha ok rồi right. hy vọng là các bạn thấy cái hình này ha ok ok các bạn lựa cái các cái từ ngữ ha mà mình mà lựa các cái từ 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 keyword ra xong sau đó là trung cũng sẽ nói về những cái lỗi mà trung sẽ phát hiện ra mà trung thấy là những cái bạn học viên của trung mắc à, trung cũng nói cho các bạn tránh luôn Rồi, right. các bạn nào chọn được cái keyword gì chưa? Các bạn nào chọn được cái keyword gì chưa? Chọn chưa? <laughs> không ai, không ai nhắn tin trả lời tôi hết. Ok, right. À, đối với một vài cái hình mà nó có rất nhiều keyword như thế này á, nó cũng sẽ làm khó một vài các các bạn như thế này nè thứ nhất á, là hồi nãy mình show cái hình á, là ít keyword tức là cái hình mà cái hoa sakura đó thì mọi người thấy ha là ít keyword nó cũng làm khó mình mà nhiều keyword này các bạn cũng đừng nghĩ là nó dễ đối với mình nha rất là nhiều bạn á với cái tâm lý là mình sẽ cố gắng mình dồn ép cái thông tin này, mình dồn ép những cái keyword vào để mình đọc á thành ra là trong 25 giây các bạn ngồi các bạn đọc qua which economies are really the richest Switzerland United States Hong Kong Australia the Netherlands Australia ha cái việc mà 25 giây mà các bạn làm cái điều đó là cái việc bạn đang lãng phí thời gian của mình và bạn đang lãng phí cái năng lượng của mình như chúng đã nói rồi ha mình chọn cái tem mà nếu như đã xác định là cái tem đã tới 5 keyword hay 3 keyword ví dụ như 3 keyword đi thì mình xác định luôn là mình nhìn vô mình nhìn trên xuống dưới thì mình thấy à cái chữ này là are the richest with economy are the really the richest là dễ nếu khó quá ok khó quá bỏ qua Switzerland đọc dễ ok United States dễ ok Hong Kong dễ ok ba chữ đó thôi xong là mình xác định xong mình đừng có bỏ thời gian để mình ngồi mình đọc là Australia, the Netherlands hay là này kia gì nữa ha. Nếu như trong trường hợp mình thấy là cái chữ Switzerland này khó thì mình tìm cái chữ khác mình đọc United States, Hong Kong, Australia xong nha như vậy. Chứ còn nhiều cái keyword mà bạn cứ đọc từ trên xuống dưới đọc qua đọc lại nó sẽ làm cho mình bị ảnh hưởng khi mình đọc thật sự nó sẽ xảy ra cái điều đó là đấu tranh tư tưởng ở trong đầu. Đó là một thêm một cái lỗi nữa ha là bạn nào mà nghe thì cả bạn tech nốt lại cái điểm thứ hai khi các bạn nghe Trung đọc á các bạn có để ý là nó khác nó khác khi mà Trung đọc cái template này ở một vài chỗ khác không là cái chữ interesting image ha chung thay thế nó bằng là beautiful picture khi các bạn đọc bất kỳ một cái app mà tiếng Anh nào mà nó capture cái chữ beautiful picture này nó lúc nào nó cũng dễ bắt hơn là cái chữ là there's a very interesting image in front of me. Các bạn nhớ điều đó nên á là cái lý do vì sao á, mà khi chung hướng dẫn mà chung làm ở trong cái video trước và describe image không á là mình nên chọn những cái templates mà những cái ngôn từ nó gần gũi với mình hoặc mình có thể mình modify nó tức là mình chỉnh sửa cái templates đó lại một chút xíu với nó những cái ngôn từ nó phù hợp với mình mà nó mang đầy đủ cái ý nghĩa interesting image đọc nó rất là khó bắt vào trong máy ha cái chữ thứ hai mà các bạn thấy khác nữa là sao cái từ mà các bạn mang cái tính chất Nó rất là hàng lầm đó là những cái từ charts đó là cái biểu đồ column charts hay là bar charts hay là hay là À, hay là life cycle hay làm gì đó những cái chữ charge này khi bạn đọc vào trong cái máy nó rất là khó bắt luôn nó rất là khó bắt không dễ gì để đọc để mà cho một cái 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 app này nó bắt ra cái chữ bar charge hay là này kia đâu nên các bạn thay đổi cái đó đi không có gì cả các bạn phải nghĩ như thế này là những cái từ đó là những cái từ mình tìm vào trong cái máy nó là cái template mình có quyền thay đổi chứ không phải là mình cứng nhắc là mình phải theo đúng đúng như vậy Ha, mình đọc cái chữ bar chart và mà mình thấy là cái máy nó khó quá Cái miệng mình cũng khó quá Chúng đổi, chúng sáng sáng chúng đổi thành cái chữ là table ha, The table shows information about Hay là cái gì the, the table shows information about Chứ không phải là this bar chart uh, This bar chart nó rất là khó Đó là cái điều chúng muốn sửa các bạn mình để ý để mình hiểu rõ nên Là sao mình linh động ở trong cái cách để mà mình học Rồi right khi mà các bạn xem cái video này các bạn có thể nói là ok anh chung mình đọc những cái từ ví dụ như là significantly hay là dramatically nó quá khó đối với em để em không thể nào em biết em 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 đọc rất là đơn giản thôi bạn thay thế bằng những cái từ nó có gần cái ý nghĩa của nó ví dụ như là rapidly slightly slowly ha đó những cái từ đó nó rất là nhẹ nhàng nó dễ để cho các bạn đọc máy nó capture luôn rồi là như thế mình biến một cái template của một cái người có thể là học thuật rất là cao nhưng mà nó thành những cái ngôn từ của mình và từ đó mình học mình nhẹ nhàng thôi ok không các bạn mình demo cho các bạn cái 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 bài này nữa xong sau đó là mình sẽ nói thêm một cái điểm nhỏ nữa về describe it rồi mình qua tới cái phần retail lecture hy vọng là hôm nay đủ thời gian để cover cho các bạn hai cái phần đó nha ok rồi bây giờ demo nha There is a very beautiful picture in front of me by looking closer to the given picture. I can see that, this is the table. The table shows information about which economies are really the richest. As can be seen from the table, Switzerland has the maximum number, which is nearly 80%. On the other hand, United States has the minimum number, which is nearly 20%. This number increased significantly in the first period, and then they are going down dramatically in the second period. After analyzing the picture, we can conclude that the numbers are going to increase in the future. Rồi right, ha, các bạn thấy không? Mình rất là đều, mình demo cho các bạn á, là ba câu nó đều ở cái ngưỡng 35, 36 giây cả ha. Dài hơn 37 giây cũng được, không có sao hết nếu như mình đọc những một cái keyword nó dài. Rồi, như vậy là ổn. Ok, bây giờ một cái lời dạng dò trước khi mình đi qua một cái phần khác là cái lời dạng dò trong cái phần mà describe miss này nè. Là cái việc mà bạn thực hành hay bạn luyện tập cái phần destroy miss này á bạn nên làm mỗi ngày, bạn nên làm mỗi ngày. Mà nếu các bạn xem trong cái kế hoạch mà học mỗi ngày hay là cái kế hoạch mà 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 lên một cái 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 mình mình tự lên một cái 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 buổi học mà speaking làm sao cho nó hiệu quả đó thì cái phần destroy miss này lúc nào nó cũng nằm ở phía sau cái phần retail sentence ha. Thứ nhất á, là mình tập mỗi ngày, mình mở bất kỳ cái hình nào lên để mình tập mỗi ngày. Các bạn đừng có đọc cái với ví dụ như cái 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 template của Trung để là hàm The Bank of Australia Green hay là The Red. Để các bạn đọc y chang như vậy, không nên, không nên ha. Mình mở bất kỳ một cái hình nào đó. Cái việc mình luyện tập mỗi ngày á, không phải là mình chưa có thuộc cái template, thậm chí các bạn thuộc rồi, của bạn cũng phải luyện tập. Bởi vì sao? cái việc này nó giống như là làm sao mình mài dũa cái kỹ năng của mình trong cái việc là cái não của mình khi nó nhìn bất kỳ một cái hình nào đó, nó cũng có khả năng để nó nghĩ ra cái keyword và nó rất là nhanh trong cái chuyện mà 25 giây nó nó lấy ra đúng ba cái keyword hay năm cái keyword hay như thế nào đó ha để mình sử dụng để mình đọc ngay được liền và lúc đó mình càng đọc mình càng luyện tập thì nó càng chỉnh chu nha Chứ các bạn đừng thấy là ok em học chuẩn tuần lễ là cứ cái template của thầy hay là của anh Trung cho là, là em thuộc rồi là coi như thôi em bỏ qua em không cần học em, không cần đọc nữa ha cái chuyện đó là không nên và chỉ cần bạn bỏ qua chừng hai ngày ba ngày thôi ha ngày thứ tư bạn mở bất kỳ một cái hình nào lên bạn nhìn bạn đọc lại đi bạn sẽ thấy được cái miệng của mình nó hoạt động hay là cái não của mình nó sẽ khó khăn như thế nào để nó chọn những cái từ ngữ thử nghiệm lấy bản thân mình ra thử nghiệm cái điều đó đi bạn sẽ thấy cái sự khó khăn là vì sao mà chúng nói là các bạn nên luyện tập hàng ngày và khi mà bạn luyện tập hàng ngày á thì nó cũng thành một cái thói quen nó chung chúng nói về cái thói quen rồi thì các bạn biết là cái cách biểu thói quen rồi nó thành một cái thói quen để khi mình đọc một cái phần mình thuộc như thế này là cái rhythm tức là sao cái nhịp điệu nó nhẹ nhàng và nó trôi chảy thì mình mới đem được cái nhịp điệu đó vào trong cái phần ritual để mình đọc nó cũng trôi chảy như vậy nha yeah. ok right Chúng hy vọng là các bạn đã nắm hết và chúng cũng đưa ra những cái lỗi mà các cái học viên của mình hay 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 bị để 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 cho các bạn rút kinh nghiệm. Ok mình qua tới một cái phần là cái phần retail lecture thì cái phần retail lecture này thì đối với là những cái bạn nào mà chưa biết đó, thì chung cũng nói sơ qua một chút xíu là cái phần retail lecture này là máy tính nó cho mình nghe một cái đoạn audio một phút cho tới một phút rưỡi và nó xong sau đó nó cho mình chỉ có 10 giây để mình chuẩn bị thôi và sau đó là 40 giây để cho mình mô tả lại mình nói cho cái máy tính đó là mình nó nghe cái gì mình nghe cái gì ok rồi right. thì bây giờ trước khi mà mình làm trước khi mình demo á các bạn nghe chút xíu ha các bạn chịu khó nghe các bạn nghe xong mà mỗi bạn hay làm gì đó ha các bạn chọn cho mình hay là các bạn đánh vào trong cái khung khung cái 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 khung comment này nè các bạn cho mình biết là những cái keyword mà các bạn nghe là cái gì bây giờ trước khi các bạn nghe là cái gì á tôi muốn nhắc các bạn một điều là khi chung mở lên á mà các bạn nghe các bạn nghe những cái keyword đó là những cái danh từ dùm cho chung nha đó thì chung cũng nói nhiều trước đây rồi tại sao là nghe danh từ thì À, cái lý do là ví dụ như mình nói là anh A mời chị B đi ăn ở nhà hàng năm sao ở bên uh, uh, quận 5 để chẳng hạn ha thì bây giờ nếu như mà mình 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 nghe mà mình ghi được luôn là mời đi ăn hay là um, ở nhà hàng rồi ở bên chữ bên nữa rồi quận 5 hay là bạn ghi vậy như thế nó rất là dài nhưng mà nó mất đi cái ý nghĩa của cái câu những cái từ khóa ví dụ như là mình ghi là anh A, A này anh A này chị B này ha nhà hàng nè, năm sao nè, nhà hàng năm sao ở quận 5, Nhiều đó là người ta hiểu được rồi ha, những cái kỳ chính đó là anh A chị B nhà hàng năm sao quận 5 chứ không phải là anh A mà mình ghi một nguyên một câu là anh A mời chị B đi ăn ở nhà hàng năm sao nhân tiệc cưới hay là cái gì đó ha, dạ khá như vậy. Nhớ cái điều đó thì để mình mình đơn giản hóa cái việc mà mình nghe đi mà mình nghe lựa những cái nào thôi ha, những cái cái danh từ thôi. Rồi, để chúng coi coi làm. Đây. Mình nghe nha, các bạn à. Các bạn nghe và các bạn uh, nốt ra giùm chung luôn cái từ vựng nào các bạn nghe được hay là cái từ nào nào các bạn nghe được nha. Đâu để mình cái từ cái bài này hình như nó quen quá để cho các bạn đây. Uh, cho các bạn bài cái bài broad uh, đi. là university philosophy đây. Ok. Nghe nha. Ok. So this is the this is the big benefit Of a universal philosophy. It says it applies to everybody. Well, looks, that doesn't. You know, 205 or 206 countries in the world, and you've got something that applies to everybody. It's a bit strange, isn't it? No, it says liberal theory. There are some value structures that apply to all of us. You couldn't have the United Nations without it it couldn't tell you that the universal declaration of human rights without this idea of values that apply to all of us just because we are humans now the idea is to test that as well why is sport universal why does everybody play football it's because the values are specified at a very thin level at the top there are these rules that and we all have to abide by just these rules but there are lots of things about football that aren't rules well specified. So Brazilian football is different from Italian football, from British football, from German football, from Spanish football. It's culturally specific but acknowledges that there are these universal general rules that apply to everybody. Right, hết rồi giờ nó kêu đọc ok rồi right. bây giờ các bạn cho chung ok bạn dương minh âu uh, cho một quá trời từ luôn ok các bạn nào cho, cho cho thêm từ không các bạn nào cho thêm từ không ok bạn đặng đặng như thông hay chung nghĩ là chắc như vậy rồi chung đọc những một vài cái keyword của bạn bạn âu ha big benefit nè um, philosophy nha philosophy đánh sai chính tả nha âu oh, ha Uh, philosophy bạn đánh là philosophy ha. six countries six country mà six country đã sáu country mà country số so ít kiểu đó là cũng sai á nha everybody nè united nation nè human right nè idea nè universal nè football là phải double l nha được hai chữ l nha right this role nè brazilian football nè italian football nè universal nè đó right. À, quá trời football, bạn Wendy Lê là country human football, football quá trời football luôn, ok. Rồi, bạn đặng như thông là benefit nè, country nè, value nè, nation nè, humans nè, topic nè, rules nè, brazilian nè, football nè, ok. Rồi, ha, à, các mấy bạn nghe rất là tốt, và, ok, rồi, như thế này nha. Chúng demo trước cho các bạn coi, xong sau đó rồi á, là chúng sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái cách, thật sự là cái cách mà mình hướng dẫn cho các bạn để mà làm cái phần này và nó mà như mà à, trước đây các bạn nhớ rằng chỉ trong trong một cái lớp học mà chúng mở ra free cho cái tài ghép 50 và chúng chỉ hướng dẫn không ba buổi thôi bạn kia bạn đi thi và bạn rất là hài lòng với cái phần research lecture này ha ok bây giờ mình chọn cái à, ok có rất là nhiều bạn luôn tuấn vương cũng gửi đây là Country everybody united human... united human idea sports football Ok, rồi, bây giờ nó đơn giản như thế này đi ha. Mình lấy cái keyword của bạn bạn đặng như thông để mình đọc đi ha. Rồi xong sau đó là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ lưỡng cho các phần theo lecture này nha. Ok. The lecturer talk about sorry, again lại ha mình để mình nhìn cái màn hình điện thoại nó hơi nhỏ. Ok lại ha. The lecturer talk about benefit which is a very important topic. And I can hear the information about country and value. And then I can hear the information about nation and humans. After that, I can hear the information about hobbies and rules. And then I can hear the information about Brazilian footballs and mm, benefit And then I can hear the information about country and value. After that, I can hear the information about nation and human. And then I can hear the information about topic and rules. And then I can hear the information about Brazilian football. At the end, I can hear the information about the benefit and country. Rồi. Right. Các bạn nghe chung làm rõ không? Ha, đó là chung đọc đi đọc lại những cái keyword của bạn đặng Như Thông ha, chung biết là là đặng Thông Như hay là Như Thông gì đó ha, nhưng mà chắc chắc là à, hy vọng là chung đọc tên của bạn không sai, nếu có sai bạn so, uh, chung sorry bạn ha. Đó. Rồi, right. thì bây giờ á, bây giờ cái cách mà chung hướng dẫn cho các bạn làm á, thứ nhất là cái việc là uh, chung đọc nó như thế nào hay là nó thoải mái như thế nào thì các bạn đã nghe rồi ha, các bạn nghe từ cái việc mà chung đọc cả uh, từ cái phần describe qua tới cái chỗ này rồi. Nhưng cái cách mà tôi muốn hướng dẫn các bạn làm ở trong cái phần này là các bạn biết sao không? Thứ nhất là mình chủ động mình nghe, mình chủ động mình nghe những cái keyword là những cái nào mà thôi, cái lý do thì nãy chung mới nói rồi ha. Và mình nhìn vô cái cấu trúc nó ra đề mà mình hiểu được cái tâm lý của mình khi làm nè, mình biết được rằng là sau khi mình nghe hết ví dụ như bài này 1 phút 24 giây thì 1 phút 24 giây này mình nghe hết đi, mình ngồi mình xác nốt đi thì mình chỉ có 10 giây để mình chuẩn bị mà thôi. 10 giây này nó sẽ không đủ để cho bản thân bất kỳ họ nó không không phải là bất kỳ nhưng mà những người có cái tài ghép thấp hoặc là cái vốn từ thấp để mà ngồi mà mà chuẩn bị vì thế nên chung mới có một cái chiến lược mà chúng hướng dẫn rất là kỹ cho các bạn khác á, là các bạn nên nghe ở khoảng một phút hoặc là một phút 10 giây mà thôi bởi vì sao nghe tới thời điểm này tuy rằng cái audio nó không dừng lại nhưng mình không có nghe nữa mình không có tập trung nữa mình để cái não mình nó tập trung xuống cái tờ giấy cái tờ giấy của mình đây nè ha để mình check nốt để mình check nốt mình coi lại mình nhìn xuống đây nè thì 10 giây hay là 20 giây mà mình để dành ở chỗ này nè nó cộng thêm với lại là 10 giây của nó cho thì bạn có thêm thời gian là trung bình khoảng 20 cho đến 30 giây thì cái thời gian này á chung ước chừng nó mới đủ để cho các bạn nhìn xuống các bạn thứ nhất á là vì sao khi tag nốt mà nó vừa đọc mà các bạn vừa tag nốt chắc chắn cái chữ của các bạn rất là xấu luôn các bạn có lúc đặc biệt là những bạn nam bạn nữ nhiều khi mà vội quá cũng ghi xấu thôi Có lúc đó bạn đọc không có được cái chữ đó Mà với cái 10 giây mà bạn tắt nốt cho tới những cái giây cuối cùng này nè Thế bạn không kịp và nó chỉ có 10 giây thôi á Thì khi bạn quay là bạn đọc những cái keyword đó Có nhiều cái chữ bạn đọc không ra Mà khi đọc không ra rồi á Với cái tâm lý cũng rất là nhiều bạn Với cái tâm lý tham là chữ đọc không ra Phải cố rặn để đọc ra cho ra Mà đang cái mạch văn để mình đọc I can and then I can hear the information Nhìn cái chữ không ra là lỡ quớ Mất điểm fluency mình tránh cái điều đó bằng cái cách là mình giảm cái thời gian mình nghe lại ha mình dành thêm thời gian để mình nhìn thấy là ví dụ như cái chữ này xấu quá gạch bỏ đi cái chữ này á, mình đang ghi xa mình đọc có được hay không ha? mình chọn ra những cái keyword nào mà mình chắc chắn mình đọc ok không đó là cái lý do vì sao các bạn nghe mà ngắn lại thôi cái lý do mà thứ hai mà các bạn nên nghe ngắn lại thôi á các bạn nghe cái điều này và các bạn vỡ lẽ ra rất là nhiều nè đặc biệt là những cái bạn nghe giỏi luôn chắc những cái bạn nghe giỏi luôn thấy các bạn nói ra cái lỗ này các bạn nghe giỏi sẽ thấy bất ngờ nè các bạn nghe giỏi á là thường tách nốt rất là nhiều cái keyword ha thì ai cũng vậy thôi nó vừa đọc thì đọc thì nó đọc chắc chắn là nhanh hơn cái tốc độ mình ghi rồi ha nhưng mà tới cái chữ cuối cùng này cái câu cuối cùng này như thế này đi uh, universal general apply to everybody à, ví dụ như là the universal general that apply to everybody như chung vừa nghe được đây bạn đang nghe giỏi á ngồi đó sẽ ghi hết là the universal uh, gì đã apply to everybody bạn có biết được rằng á uh, là lý vì sao không thứ nhất cái tâm lý của mình nó tham và thứ hai á uh, là đối với lại cái câu cuối cùng này cái audio nó hết rồi cái thông tin nó động lại trong đầu mình rất rất là nhiều luôn rất là nhiều luôn và bạn sẽ muốn bạn ghi hết cái câu dài đó ra bây giờ bạn đặt bút bạn ghi thử cái câu đó đi những câu như chúng mới, mới vừa đọc đi but acknowledges that there are these universal general that apply to everybody. Universal general that apply to everybody. Bạn thử ghi đi trong 10 giây bạn ghi được full những câu đó mà chữ đẹp đàng hoàng để bạn đọc được không? Bạn thử đi ha, bạn nào muốn có thể ghi thử đi the universal rules that apply to everybody. Thử đi. Để 10 giây cho các bạn á, ghi thử coi có kịp không? Không, bạn nào cũng ghi không hết đó là bạn biết lý do vì sao cái điều đó là nên các bạn phải nghe ngắn lại thôi bởi vì với cái tâm lý tham mà mình ghi đủ cái câu đó thì 10 giây nó tiếp một cái như thế này nè là bạn sẽ rơi vào cái trạng thái bị động bởi vì cả cái đoạn ở trên mình ghi xấu bét nhẹ luôn mình chưa có biết mình chưa có soạn ra để mình đọc lại như thế nào luôn mà bây giờ mình ráng mình ghi cái câu cuối bây giờ nó kêu một cái tiếp gì có phải là bạn đang ở trong cái trạng thái là bạn bị động để bạn react tức là bạn phản ứng lại chứ không phải là chứ không phải rằng bạn biết trước cái gì nó xảy ra và bạn biết trước là bạn nên đọc cái gì đúng không lúc này bảo đảm với các bạn luôn bạn quay lên bạn nghe nó tít một cái bạn nhìn là bạn đọc bạn ngẩn ngơ bạn đọc nó nó giống như là cái dạng giống như là tôi bị ai dí ai rượt quánh cho đích một cái thì chạy cái kiểu đó vậy đó chứ mình không phải là mình chủ động mình biết cái chỗ này mình đọc hay là đọc cái từ nào từ nào vì thế nên cái việc mình nghe ít lại đi một chút xíu nó đem lại lợi ích rất là nhiều cho chúng ta luôn mình soạn những cái từ nó kỹ lưỡng hơn mình ghi nó chỉnh chu mình thoải mái hơn tâm lý của mình ở trong cái trạng thái là chuẩn bị để mình biết được rằng á, là tới cái lúc nào mình cần nên đọc và cái lúc nào mình cần nên ngưng chứ không phải là mình đang ở trong cái trạng thái bị động là bị người ta nói một cái rồi sao mình mới đọc các bạn hiểu không hết hồn á à? <laughs> ok Wendy đi lê kêu hết hồn á à? đúng thiệt ha có nhiều bạn hết hồn lắm ha cái này adt rồi sẽ tự cảm nhận là chính bản thân mình tự thử nghiệm là những cái gì mà 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 nói còn không tin các bạn thử đi các bạn không nghe chung nói ha các bạn thử đi các bạn luyện tập một cái câu mới hơn các bạn sẽ thấy cái điều đó nó rõ mùng một đối với lại cái tâm lý của bản thân mình luôn chứ không có sai đâu ha chung dựa vào cái tâm lý của bản thân mình và dựa vào cái tâm lý học viên để chung đưa ra cái chiến lược này cho các bạn làm khi các bạn hỏi có nhiều bạn sẽ hỏi là là ủ gì em nốt ít quá thì giờ làm sao anh nốt ít quá không sao hết trơn á đọc đi đọc lại giống như hồi nãy chung đọc cái keyword của bạn đặng um, đặng như thông ha đó thì bạn thấy không đó. ví dụ như chung nốt được nhiều ví dụ như nốt nhiều được giống như là bạn dương minh âu đó, thì mình đọc nhiều bây giờ mình mình nốt ít thì mình đọc ít thôi mình đọc đi đọc lại những cái keyword đó thôi ha để đảm bảo là nó bắt thôi ha right các bạn không, không có thắc mắc ha là nốt ít nốt nhiều gì đó nó không có phải vấn đề mình hy sinh một chút xíu thời gian để mình đọc nó chỉnh chu chứ còn hơn bây giờ bạn kêu là tôi tham á tôi phải nốt cho nhiều 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 để điểm điểm listening nó có thể nó nhiều một chút nhưng mà điểm read a uh, speaking nó tuột xuống dưới luôn á thì các bạn chọn cái nào hơn ha và mình hiểu được cái kho điểm của phần listening nó nằm ở cái phần dictation um, chứ nó không phải nằm ở đây nên là sao mình hy sinh cái nào nó không đáng để mình lấy những cái phần nó đáng hơn nha mình hiểu cái chiến lược đó rồi right. khi mình hiểu được mình sao mình nghe chủ động là mình nghe cái nào này những cái nào là mình nghe mình chọn cái thời điểm để mình nghe mình nghe ngắn lại một chút xíu nè ha mình nốt nè ok tắt nốt như thế nào đây các bạn ơi Tech nốt nè Tech nốt nè không biết là các bạn thấy không ha chung không phải tắt nốt cái bài này nhưng mà chung tắt nốt kiểu này để cho các bạn biết là sao mình ghi từ trên xuống dưới không biết là các bạn thấy không ha? để mình 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 stop sharing chút xíu cho các bạn thấy nha đây nè các bạn mình check nốt là từ trên xuống dưới như thế này nè nha từ trên xuống dưới như thế này nè đó các bạn thấy không ha chúng hy vọng là các bạn thấy nha rồi chỉ lượng rất là chỉ chỉ, chỉ rất là kỹ luôn cho các bạn đó ok để mình xem lại cái màn hình nha ok khi mình check nốt như thế là các bạn biết vì sao các bạn trên check nốt không các bạn đừng có ghi hàng ngang ra ha các bạn đừng ghi hàng ngang là các bạn ghi hàng dọc xuống nè thứ nhất là khi mình đọc á thì khi mà cái hàng ngang hàng 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 dọc đi xuống như thế bạn đọc để bạn ráp những cái chữ vô mình tới cái chữ nào mình đọc thì cái tay mình chỉ theo cái đó để giảm cho cái đầu của mình cái việc là ủ chích cha đọc cái chữ này rồi hay chưa và thứ hai khi mình ghi cái tay mình ghi mà dàn ngang ra các bạn biết là gì không tay trái với tay phải mà để chung một hàng nó dễ quẹt lem mực bởi vì sao mình nhìn vào cái chuyện đó, tức là mình đi thi á cái cây viết mực cái cây viết mà ở ở trong phòng thi nó cho mình là cây viết lông viết lông ha <laughs> cái cây viết lông mà các bạn viết mà các bạn viết hàng ngang tay trước mà chưa cái mực nó chưa kịp khô tay phải bằng quẹt là nó bôi lem ra hết rồi cái đó cũng là một trong những cái lý do mà mà lúc mình đọc mà mình thấy một cái đống bù nhùi mực không không thấy được cái gì á lúc nó đó thì lo cắm đầu viết mà lúc quay nhìn lại đọc một đống bù nhùi mực luôn một lần nữa hồn vía lên mây nha đó Chính vì thế nên là ghi xuống hàng Để cái tay không có cái khả năng Để mà mình giảm đi cái khả năng Là cái tay đụng ở trên những cái hàng mực ở trên Để cho nó mất đi cái màu chữ hay này ghi gì đó Đã Các bạn hiểu điều đó ha Đó là sao cái chiến lược mình đưa ra Bởi vì mình nhìn vào cái cách mình thi rất là kỹ lưỡng Để cho các bạn làm những cái đó Để mình giảm thiểu những cái rủi ro Giảm thiểu tối đa cho những cái phần rủi ro đó Rồi Hy vọng là các bạn hiểu ha <laughs> ok sorry là đưa cái hình các bạn thấy ok các bạn nào có hỏi gì nữa không trước khi chúng tới một cái 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 strategy tức là cái chiến thuật cuối cùng ở trong cái phần mà làm cái phần uh, uh, center, uh, retail lecture này có hỏi gì nữa không hôm nay hai cái phần này không là đã hết giờ rồi ha hết một tiếng đồng hồ rồi không kịp qua cái phần read aloud lao ok tiếp nha Đếm nha, nói cho các bạn một cái chiến thuật cuối cùng nữa trong cái phần retail uh, uh, lecture này á là khi chúng ta đọc quá nghe các bạn, chúng ta đọc nè ha. Bây giờ ví dụ như nó đang đọc đây đọc 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 hay Hồi nãy nếu như các bạn để ý á thì khi mà mình luyện tập mình đọc á thì lúc nào mình cũng canh cho tới khi mà nó qua 30 giây. 30 giây ở đây nè, tức là nó ghi âm qua tới 30 giây thì mình mới đọc. <laughs> thì mình mới đọc là at the end à yeah, mình at the end đó ví dụ như mình cứ đọc là And then I can see the information about hay uh, là I can see the information about ha huh? rồi right. uh, I can see the information là 30 giây là at the end I can see the information about Big benefit and philosophy Thấy chưa? Yeah. thì khi mà qua 30 giây hoặc là trong tràng 30 giây các bạn đọc at the end I can see the information thì lúc nào cái bài nói của bạn nó cũng kết thúc ở cái thời điểm gọi là đẹp nhất để nó chấm điểm cho cái phần extended speaking này là cao nhất là khoảng từ 35 đến 36 giây ha để bạn hiểu cái điều đó thì khi mình đọc ATN như thế nó cũng nhắc cho cái bộ não của mình biết là à cái câu đầu tiên là which is a very important topic là mở bài và ATN này tức là mình tự mình hiểu rằng là mình không có còn ở trong cái vòng lập I can see the information nữa cái não mình sẽ biết là à ok ATN và khi mình luyện tập ở đây nè mình luyện tập ở đây nè để mình cứ làm sao mình cứ là tới 30 giây thì mình đọc at, the end, bởi vì mình đi thi thật đó, nó sẽ không có hiện ra cái thời gian mà nó chỉ có cái thanh chạy này thôi chung đi thi trong trải nghiệm rồi thì mình quen với lại là cái cảm nhận cái đồng hồ sinh học của mình mình cứ luyện tập mỗi ngày như thế thì cái đồng hồ sinh học nó sẽ báo cho mình biết là tới cái khoảng thời gian đó mình sẽ biết rằng là à gần trong ba 30 giây rồi mình đọc là at the end. để mình kết thúc cái bài nói nó lúc nào ở trong cái thời gian nó cũng đẹp nhất rồi ok Lê Lan trả lời câu hỏi này Bạn Wendy bảo là hiểu và trải nghiệm rồi thầy Đúng như thầy nói ha Ok bạn nào trải nghiệm là chắc chắn sẽ như mình thôi Tại vì sao Mình đưa ra cái chiến thuật này Bởi vì mình nhìn mình nghiên cứu cái cách Của chính bản thân mình làm và mình học Và cũng như là mình nhìn cái 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 suy nghĩ cái đầu óc của mình cái 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 bộ não của mình nó tiếp nhận và cái cách nó học cái phần này như thế nào để mình đưa ra cái kế hoạch đó ha Có cách nào ghi tắt nhanh cho các tài ghép thấp không thầy Chứ ghi xong một từ máy đọc hết câu à, Ghi xong một từ máy đọc hết câu là cũng không đến nổi đâu Nhưng mà ví dụ như bạn để ý nha Bạn tập bạn nghe nhiều và bạn thả lỏng cái đầu óc của mình ra Bạn sẽ nghe được những cái từ danh từ nó rất là nhẹ nhàng Chúng cho ví dụ như những cái danh từ mà sẽ không như nào bạn nghe được Ví dụ như những cái danh từ như là idea Um, hay là này kia gì đó bạn thả lỏng đầu óc ra bạn nghe những cái từ bạn sẽ thấy những cái danh từ rất là dễ và bạn chọn những cái danh từ mà dễ để mình nghe mình đọc ví dụ như cho bạn nghe lại một vài chữ nè ok so this is the this is the big benefit of the a... big benefit ha là dễ rồi nè universal philosophy it says it applies to everybody everybody nè everybody nè những cái từ nó đơn giản nè đó mình nghe rất là sao mình tùy vào cái khả năng vốn từ của mình để mình nghe để mình chọn những cái từ nó đơn giản cho nhẹ nhàng cho đầu óc của mình thôi bạn nào giỏi thì nghe được cái từ philosophy thì nốt cái từ philosophy còn bạn nào không nghe được không sao hết mình nhẹ nhàng thôi thứ nhất á thì bạn nghe cái điều này các bạn nhớ rằng sao mình nghe những cái từ từ nó phù hợp với lại là cái khả năng phản xạ từ của mình để đầu óc mình thoải mái nhẹ nhàng chứ không phải mình vô mình nghe mình kêu là chết cha rồi cái này nó đọc một cái gì nó rối nùi rồi bạn căng thẳng đầu óc lên bạn không nghe được nha well, looks, that you know, 205 or 206 countries in the world and country nè, the world nè. Đó những cái từ nó rất là đơn giản luôn. Mà chung nghĩ là những cái bạn ở level hay là này kia thấp cao gì nghe cũng được hết trơn, đâu có phải từ khó đâu. You've got something that applies to everybody. Something mình cũng có thể nè, everybody again nữa nè. It's a bit strange, isn't it? No. It says liberal theory. There are theory nữa nè, cũng là một cái từ dễ nè. Some value structures that apply to all of us. Value cũng là một cái từ dễ nữa you couldn't have the United Nations without it. It couldn't tell you that the Universal Declaration of Human Rights. Human right thì bây giờ làm sao để mà nó có cái từ từ um, cái cách nào ghi chép tắt á bây giờ nếu như chung đưa ra một cái bảng mà gọi là hướng dẫn những cái từ khóa những cái từ ngắn ngắn lại bạn mắc công bạn học thêm cái đần đó nữa nó sẽ stress bạn thôi bạn tự bạn chọn cho mình bạn cái cách là khi bạn luyện tập á bạn nghe những cái từ đã quen thuộc á thì 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 bạn bạn bạn, à, bạn, nghe những cái từ nó quen thuộc á thì bạn chọn ra cái phương pháp cho mình mỗi người có mỗi cách chứ không có ai giống ai được hết trơn á bây giờ Trung đưa ra một cái bảng giống như là các bạn chữ cái bạn tách nốt theo này kia như thế này nó còn làm cho bạn phải khó hơn bởi vì bạn phải ngồi bạn học nữa ok rồi right. bây giờ á mình đã nói tới cái vấn đề là mình hơn 30 giây để hơn 30 giây mình mới đọc adn ha Trung demo một lần nữa và khi các bạn nghe Trung demo các bạn để ý Trung sẽ lấy những cái keyword của bạn dương minh âu để Trung đọc và các bạn sẽ nhìn thấy rằng là khi qua 30 giây chung sẽ chủ động để chung đọc là ATN nó như thế nào nha. Yeah. Ok, chung demo lại một lần nữa cho các bạn nghe nha. The lecturer talk about bit benefit which is a very important topic and I can hear the information about philosophy and six countries. And then I can hear the information about everybody and United Nations. And then I can hear the information about human right and ideas. And then I can hear the information about Universal and Football. After that, I can hear the information about this row and Brazilian Football. And then I can hear the information about Italian Football and Universal. And then I can hear the information about Bit Benefit and Philosophy. At the end, I can hear the information about Sith Country and everybody. có thể trên dưới 30 giây, 29 giây mình đọc ADN cũng được, 31 giây mình đọc ADN cũng được. Nhưng mà mình cố gắng là mình nhẹ nhàng thế là sao mình để ý thì cái chiến thuật của Trung hướng dẫn cho các bạn nghe và các bạn làm như thế, nó hoàn toàn mình đem lại cái sự chủ động cho chính bản thân mình. Mình chủ động mình nghe để mình chọn những cái nào, mình chủ động mình nghe trong cái khoảng thời gian nào ha. Rồi, right. mình chủ động để mình take note nó như thế nào để cho nó đẹp và mình chủ động một lần nữa là mình biết được rằng mình đọc tới đâu để mình kết thúc thì trong một cái bài mà tưởng chừng như nó khó như thế này thì chỉ cần bạn lấy lại bạn làm theo đúng những cái strategy mà chung chỉ tức là những cái chiến thuật mà chung chỉ bạn lấy lại hoàn toàn cái sự chủ động cho chính bản thân mình và lúc này á, thì cái audio nó đọc cái gì cái gì bạn cũng thoải mái thì cái việc còn lại là bạn chỉ cần bạn cố gắng bạn uh, thực hành hay bạn luyện tập cho nó nhiều nữa rồi thì bạn đem cái kỹ năng đó kỹ năng bạn mài dũ cái kỹ năng của mình để cho cái việc mình nghe nữa xong rồi mình đem vào mình kiếm chuyện mình đi thi là nó tốt thôi Ha? OK, mình uh, có một cái đọc cái bài ở đây hết vip rồi nhưng mà hồi nãy cũng ngồi rảnh rỗi quá đọc có mấy ở đây nè. OK. Variation. Bây giờ uh, nó đọc nó đọc cái gì hết này kia gì đó. ha Xong Chung cũng ngồi Chung mới đọc qua đây thì Chung cũng demo cho các bạn cho các bạn coi thôi ha. Chung cũng đọc y chang những gì mà Chung mới làm cho các bạn ở đây. Đó. Thì uh, cho các bạn nghe thử cái cách Chung đọc ha cũng không có khác gì như là chỉ các bạn hết trơn á. Lecturer talk about frogs, which is a very important topic. And then I can hear the information about 265 million years and arctic regions. And then I can hear the information about tropical rainforest and 85%. After that, I can hear the information about amphibians and species. And then I can hear the information about frogs and predators. After that, I can hear the information about ecosystem and adaptation. And then I can hear the information about season and 265 million years. At the end, I can hear the information about region and tropical rainforest. Các bạn thấy không ha? Thì mình chủ động như thế thì bất kỳ cái bài nói nào của mình nó cũng sẽ kết thúc ở cái thời gian nó cực kỳ đẹp là 35, 36 trên tổng khổ, tổng số là 40 giây. Lúc này điểm của bạn không có lý do gì mà bạn thấp được hết trơn á. Nếu như bạn áp dụng các phương pháp mà chung mới chỉ cho các bạn. ha đó Mình cũng đọc thoải mái nhẹ nhàng thôi. bạn Các bạn nghe chung không có đọc chung không có ai được chung. Cũng không có khác gì với lại chung mới chỉ các bạn chiến thuật thì chung cũng đã chỉ rồi, mình nghe ngắn lại, thắc nốt, chủ động, rồi đọc tới đâu tới đâu là mình nghĩ, ha, điểm nó vẫn cao, nó vẫn tốt, nó không có vấn đề gì cả luôn, ha, rồi thì, uh, ok, um, mình hơi quá cái giờ của mình là một tiếng đồng hồ ha live rồi ha, rồi ok, để mình xem coi là bạn nào còn hỏi gì nữa không lần sau thầy chỉ text note của ra Station đi thật ra là có chuẩn bị rồi á có chuẩn bị cho cái phần ra Station để đây này nè nhưng mà tại vì cái thời gian mình hướng dẫn cho hai cái phần destroy misvalory sau lát nó khá là dài thì hẹn các bạn là ở cái buổi live stream sau thì chung sẽ mở ra thêm những cái phần hay là những cái chiến thuật mà chung làm hay là chung học cho những cái phần khác để giúp cho cả nhà mình có cái khả năng mình tự học và mình luyện tập thì nó sẽ thành thói quen đó. thì khi mình đi thi điểm nó sẽ cao và bạn Wendy À, bạn quên đi hỏi tiếp là có một cách tech note bằng tiếng việt với âm thanh gần giống tiếng anh á <laughs> ok thì cũng được thôi à, cũng được thôi thật ra thì cái phần retail lecture này nó không có chủ yếu nó không có liên quan nó không có đấm nhắm nhiều về grammar nó không chấm nhiều về spelling à, thì mình đọc mà âm nó giống giống tiếng việt mình phiên âm rồi mình đọc thì nó nó bắt được gì thì nó bắt thôi à, ok đọc không níu âm kiểu gì hả thầy đọc không níu âm kiểu gì hả thầy tức là bạn đang hỏi về cái cách đọc đúng không rồi thì bây giờ á, trả lời câu này để xem mình nghĩ ha quá giờ livestream rồi mình không muốn nó làm nó quá dài để bữa sau mình nói tiếp những cái phần khác sau ok à, đọc không níu âm kiểu gì tức là đọc không níu âm á nghĩa là bạn bạn hiểu nên là thứ nhất là, là níu âm là bởi vì sao cái khẩu hình miệng mình nó nhỏ nó nhỏ quá thì bạn tưởng tượng giống như là cái con cá để mà phát ra được cái âm thanh ở này kia gì đó thì cái miệng mình nó sẽ cần là hàm trên hàm dưới ha cái vòng họng với lại là cái lưỡi của mình là con cá để nó đánh đưa đi và nó phát ra các cái âm à, nó phát ra các cái âm để mà nó ra ha thì cái việc mà bạn liếu lưỡi là bạn hiểu vì sao khi bạn phân tích và nhìn vào cái lưỡi của mình á thì khi mà tại sao cái con cá là cái lưỡi và cái cái vòng họng và cái hàm trên hàm dưới nó giống như là một cái khuôn giống như một cái chậu hay là cái hồ nước hay là hay là cái ao nước hay là cái cái thau gì đó bạn bỏ con cá vào cho nó bơi đi thì cái thau mà nó càng hẹp càng nhỏ thì cái lưỡi nó lên nó xuống thì con cá nó ít cái đường nó bơi thì khi mà con cá nó bơi thấp ít như vậy á cái khoảng không nó ít như vậy thì cái hơi bạn thoát ra nó rất là nhanh và rất là gấp và cái lưỡi nó chưa có phát hết được cái âm này thì nó phải đi xuống này rồi bởi vì sao tâm lý của bạn đọc lúc nào nó cũng muốn giữ độ fluency thì bạn không thể vào ngừng quá lâu ha bạn lên gì bạn xuống vậy mà lên xuống lên xuống này âm nó nghe nó dính liền với nhau cả một mạch luôn nó dính một nùi luôn ha còn ví dụ như bạn mở khẩu hình miệng ra thì âm tiếp nó ra rất là rõ ràng frost with normal limb ha frost with limb deformity uh, Vậy đó ha. Hay là ví dụ như mình đọc một cái câu read aloud đi ha. Thấy gì? Thì mình đéo ví dụ như mình đọc mở câu hình miệng nhỏ nè ha. Có chuẩn bị rồi mình mở câu hình miệng nhỏ đọc cho bạn coi nè ha. Welfare had a special political meaning to the United States because it referred to how the poor receive financial aid in comparison to welfare services are regarded as universal right. Ha. Mình không có ở câu hình miệng rất là nhiều bạn bị cái này ha. Rồi, bây giờ một người người ta mở câu hình miệng người ta đọc nè. Welfare had a special political meaning to the United States because it refer to how the poor receive financial aid. In comparison, welfare services are regarded as a universal right in other regions like Europe, where it is believed that all citizens should be able to obtain a minimal level of social support and well-being. Âm thanh nó thoát ra nó rõ ràng hơn. Và thứ hai á, một cái điều này nữa ha để trả lời mà nó liên quan tới là cái câu hỏi mà đọc nếu âm của bạn 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 bạn, bạn Đức Phú hỏi luôn á là như thế này là người Việt Nam mình á và đặc biệt là các cái bạn mà khi đi học PT các bạn bị mắc cỡ miệng ha và khi các bạn đọc tiếng Anh á các bạn sẽ bị một cái là nó mất tự tin và các bạn không tự tin vào cái cách phát âm của mình nên là các bạn sợ mình đọc sai đọc dở và người ta nghe người ta phát hiện ra người ta cười mình ha mình bị tự ti mình bị mắc cỡ với chính bản thân mình nên mình đọc nó nhỏ nhỏ thứ nhất là lý nhí thứ hai không dám mở cái miệng ra bởi vì nó không có cái độ tự tin khi mình mở miệng ra mình phát âm thành ra là cái miệng nó không có mở lớn ra thì nó sẽ bị dính những cái âm lại với nhau ha còn một người mà sau khi chúng đã chỉ tách âm ra rồi em người ta đọc mà tự tin người ta hiểu được người ta nhìn cái chữ người ta hiểu được là cái cách đọc nó như thế nào thì khẩu hình miệng nó sẽ mở ra và nó phát cái âm nó thoát ra ha? nó bình định thì nó sẽ không bị dính âm nữa và lúc đó là mình sẽ tự tin đó thì à, người việt nam mình hay bị cái kiểu là mình đọc nó chưa giỏi nó chưa tốt á mình nên là mình hơi muốn là không muốn show cái 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 phần mà mình không tốt của mình ra cho người khác ấy. thành ra mình đọc nó kiểu cái miệng mình nó cái mắt cỡ miệng mình đọc nó không có mở của hình miệng ra đó ha thì bạn nào mà bị cái này ấy, thì thì tự biết nhột như thế nào ha để mình tự mình sửa ok rồi khá là dài rồi ha chung cảm ơn các bạn đã dành thời gian Uh, tham gia cái buổi live này thì hy vọng là những cái buổi live tới thì cũng sẽ cố gắng cung cấp và mở ra thêm những cái uh, cái cách học cho các, uh, các bạn nữa nha ok rồi right. chào các bạn và chúc các bạn ngủ ngon